Ok, xin chào mọi người. Trong cái video này thì anh sẽ chơi cho mọi người cái đề của Dương Tự Minh nhé mọi người nhé. Cái đề này là cái đề giữa kỳ 1 toán 12 của Dương Tự Minh. Cái đề này thì nói chung là nó cũng không quá là khó đâu. Rồi, sẽ bắt đầu nhé. Câu này với câu này thì nó cũng dễ thôi. Đầu tiên này, cho khối chóp có cái diện tích đáy bằng b bằng 3, chiều cao hạn bằng 2 đúng không? Thế thì thể tích của khối lăng trụ nhé. Nó cho mình cái khối chóp, nó bắt mình thể tích lăng trụ ấy. Lăng trụ thì các em phải lấy là b nhân h nhé các em nhé. 3 nhân 2 bằng 6, ý này mới đúng này. Rồi, chúng ta sang cái chỗ câu 1 này. Rồi, những câu này thì rất là cơ bản các bạn đúng không? Không có gì. Cái này mà cho các con chiên Khánh Hòa của anh em mình thì làm phát là xong luôn đúng không? Rồi, ok, câu này thì mình tính qua đạo hàm thôi, đúng không? Thì y phẩy của con này nó chính là bằng trừ x bình phương này, đúng không? Cộng với 2 mx này. Đó, cộng với mở ngoặc tròn 3m cộng 2, đúng không? Đạo hàm ra thôi. Được rồi, thế thì người ta yêu cầu con này nghịch biến trên R đúng không? Đấy, như vậy là hàm số này nghịch biến đúng không? Trên R. Đó, thì cái này mình tương đương là y phẩy này nó bằng 0 với mọi x gì thuộc R. Đúng không? Như vậy cái này mình tương đương là gì? Tương đương là a của y phẩy đúng không? Nhỏ hơn 0 và delta của y phẩy là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy, như vậy cái này mình tương đương tiếp này. A của y phẩy trong tình huống này là bằng âm 1 đúng không? Nhỏ hơn 0. Đây điều luôn đúng đây. Lát nữa ta sẽ bỏ đi, đúng không? Thế còn delta của y phẩy ấy, cái này thì mình có thể tính bằng delta phẩy đi cho nó gọn hơn nhé. Thì delta phẩy nó bằng b phẩy bình trừ ac, như vậy nó bằng là m bình này trừ y đúng không? Âm 1 này nhân với c, c là bằng 3m cộng 2 đúng không? Nhỏ bằng 0. Rồi. Rồi anh sẽ viết sang phải nhé. Cái dòng bên trên luôn đúng, các em bỏ đi đúng không? Như vậy là mình chỉ còn là gì thôi, m bình phương đúng không, cộng với 3m cộng với 2 đúng không, rồi nhỏ hơn bằng 0. Rồi vậy cái này các em có thể là sử dụng máy tính cầm tay để cầm giải con này ra nhé. Các em vào menu A này, chọn bậc 2 này, rồi nhỏ bằng 0 là dòng 4 nhé. Nhập hệ số vào 1, 3, 2 à, 1, 3, 2, sorry em, 1, 3, 2. Rồi, ok. Rồi như vậy mình có ngay trừ 2 nhỏ bằng x nhỏ bằng trừ 1 đúng không? Vậy mình có là trừ 2 nhỏ bằng m nhỏ bằng trừ 1. Đó. Vậy là mình xong với con đầu tiên. Rồi, ok. Chờ anh một chút nha. Rồi, bây giờ mình sang câu tiếp theo này kia này. Đó. Tại sao anh chụp thì chắc là mọi người biết, đúng không? Rồi. Ok, chúng ta sang cái chỗ cái câu tiếp theo, cái câu số 2 nha mọi người nha. Rồi, câu tiếp theo ấy thì câu này để cho cái hàm số này nó đạt cực đại định bằng 3 đúng không? Câu này các em cứ đạo hàm hai cấp giúp anh như thường thôi. Thì câu này mình có cái y phẩy nó bằng này. Y phẩy nó bằng là x bình phương này trừ cho 2mx này cộng với đúng không m bình phương trừ cho 4. Các em đạo hàm thêm một cấp nữa nhé. Y 2 phẩy này thì nó chính là bằng 2x này trừ cho 2m. Đấy. Như vậy là chúng ta ghi như này để hàm số đúng không đạt cái cực đại đúng không tại cái con x bằng 3 đúng chưa? Thì rồi thì các em nhớ cho anh là gì? Cái đạo hàm cấp 1 tại 3 ấy nó phải bằng 0 nha. Còn cái đạo hàm cấp 2 tại 3 ấy cực đại đúng không? Các em phải cho nhỏ hơn 0 nha. Nó bị ngược dấu đấy. Như vậy cái này mình tương đương này. Đạo hàm cấp 1 tại 3 thì các em thay vào dòng trên giúp anh nhé. Đây thay vào cái dòng này này. Nhé, thay vào cái dòng này. Đấy, như vậy là mình sẽ có là bằng 3 bình phương đúng không? Trừ cho 2m nhân với 3. Rồi cộng với m bình trừ cho 4 bằng 0. Rồi đạo hàm cấp 2 các em thay vào dòng dưới giúp anh nhé. Như vậy là mình được là 2 nhân với 3 này.
Rồi, trừ cho 2m này. Đúng không? Rồi, con này là phải nhỏ hơn 0. Đó. Rồi, ok. Thế nên đây thì mình sẽ phải tiếp ra thôi, đúng không? Rồi, cái dòng trên thì mình có thể thu gọn đi. Mình được là m bình phương này trừ cho 6m này. Rồi, 3 bình là 9, 9 trừ 4 bằng 5, cộng 5 bằng 0. Đúng không? Còn dòng dưới ấy, thì mình có là 6 trừ 2m. 6 trừ 2m nhỏ hơn 0. Rồi, ok. Như vậy là mình tương đương tiếp này. Rồi, cái dòng bên trên thì mình đưa ra được hai trường hợp đúng không? Một là m nó bằng 1, hai là m nó bằng 5. Rồi, thế còn bên dưới là mình sẽ phải có là m nó phải lớn hơn 6 chia 2 bằng 3 đúng không? M lớn hơn 3. Rồi, như vậy cái này mình lấy cho anh là m bằng 5. Nhé. Đấy. Được rồi, anh chụp lại. Chúng ta sang câu tiếp theo. Chúng ta sang câu số 3 nhé. Ok, lần này anh sẽ viết bằng cái mực đen đi để cho dễ nhìn, mực xanh đi cho dễ nhìn nhé. Bình thường anh viết mực này, đây, mực này đẹp này. Rồi, cho hình chóp tứ giác đều, đúng không? Hình chóp tứ giác đều. Rồi như vậy đáy của mình nó là hình vuông các em ạ, đúng không? Tứ giác đều mà. Các em đây là hình vuông nhé. Rồi, cái này thì muốn cái hình nó cái góc nó thoát nó tốt ấy thì các em vẽ cái chiều cao nó ngắn ngắn thôi. Còn nếu mà các em muốn nói chung là dễ nhìn thì lại ngắn, còn thực tế thì ngắn hay dài nó không quá quan trọng. Đấy. Nó chỉ là liên quan đến cái việc cái góc nó thoát nó có nhanh hay không thôi. Đấy, nó rộng góc không? Được rồi, ok. Cái này mình cứ đánh dấu vào đây nhé. Rồi. Đó, hình chóp tứ giác đều này, đúng không? S này. Đấy, đây là A. B này. CD, đúng không? Rồi, ok. Cạnh đáy nó bằng 2A. Đó, đây là H. Rồi, các mặt bên thì tạo với đáy một góc bằng 30 độ thì chúng ta xác định cái góc giữa mặt bên và mặt đáy đúng không? Bằng quy tắc 3 nét rồi kia, đúng không? Rồi anh sẽ sử dụng cái màu khác nhé, màu này đi. Đó. Sử dụng quy tắc 3 nét thôi, không có gì cả. Rồi, ok. Đó, thì các em có thể gọi giúp anh cái điểm ở đây nhé. Điểm Y hoặc điểm M gì đấy nhé, ok không? Đó. Thế thì cái góc 30 độ của các em ấy, đúng không? Đây, nó sẽ là cái góc này luôn. Đấy, 30 độ nhé. Ừ. Rồi, ok. Thế thì chúng ta có thể trình bày nhanh qua thôi nhé. Vì nó là tự luận mà, nên mình sẽ viết nó cẩn thận một chút. Rồi, ok. Đã ghi là do S.ABCD nhé. Đấy, là hình chóp, đúng không? Hình chóp tứ giác đều. Nên rồi chúng ta sẽ khai thác được thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có là cái ABCD ấy, nhé. ABCD nó chính là một cái hình vuông nhé, có cạnh bằng 2A đấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cái hình chiếu nhé, cái hình chiếu của cái con H ấy, anh xin lỗi là của con S nhé, lên ABCD ta lên mặt phẳng đáy ấy, được chưa? Nó là cái điểm H với được chưa? Với cái điểm H ấy, H nhé, nó là giao điểm của hai đường chéo đúng không? Đấy, là cái giao điểm đúng chưa? Của đây nó là AB, AC và BD nhé, AC và BD. Rồi, đấy, đây là cái thứ nhất mà chúng ta cần phải viết ra được đúng không? Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ dựng thêm này đúng không? Chúng ta sẽ dựng. Chúng ta dựng cái con gì? Cái con HI vuông góc với con CD nhé. Dựng HI này vuông góc với CD nhé. Vuông góc với CD. Được chưa? Dựng HI vuông góc với CD nhé. Thế thì lúc này mình thấy rằng này do nhé CD này thì vuông góc với gì? CD vuông góc với HI đúng không? Được chưa? CD này vuông góc với con gì nữa? Với con SH đúng không? Vuông góc ở đây là do SH vuông góc với ABCD.
Vậy thì thứ hai điều này mình dẫn tới là CD này sẽ vuông góc với mặt phẳng SHI, đúng không? Và dẫn tới là CD sẽ vuông góc với con gì nữa, với con SI, đúng chưa? Như vậy ta thấy rằng là giao tuyến của một mặt bên và mặt đáy đó là con CD, đúng không? Là con CD nhé. Mà chúng ta có hai đối tượng là SI và HI cùng góc với CD thì ngay lập tức là cái góc, đúng không? Cái góc giữa mặt bên và mặt đáy chính là góc SIH, đúng không? Đấy, vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra ngay đó là cái góc giữa gì? Góc giữa SCD, đúng không? Và ABCD. Đấy, cái góc giữa hai con này này. Đấy, thì nó chính là góc SIH. Đúng không? SIH, đúng không? Vậy nó bằng 30 độ. Rồi. Đấy, rồi như vậy là mình hoàn tất được quá trình chứng minh. Đó, được chưa? Đấy, thế là mình xong cái giai đoạn chứng minh nhé. Ok. Thế bây giờ mình sang cái đoạn tiếp theo là đoạn tính toán nhé. Đoạn tính toán. Tính như thế này đơn giản thôi nhé. Cái đoạn tính thì rất đơn giản. Rồi, tính toán thì cái này dễ lắm các bạn. Tính thì mình có ngay là cái diện tích đáy rồi, đúng không? Cái diện tích đáy ấy, thì nó chính là bằng gì? Nó bằng 2A tất cả bình phương, đúng không? Vậy là bằng 4A bình. Rồi, thế còn cái chiều cao H ấy, H thì nó chính là bằng SH, đúng không? SH thì nó chính là bằng HI nhân với tan 30 độ, đúng không? HI nhân với tan của 30 độ, đúng không? Thế mà cái con HI ấy, thì nó lại bằng một nửa của con BC, đúng không? Một nửa con BC nhân với tan 30. Rồi, như vậy bằng một nửa này. BC nó bằng 2A này. Nhân với lại tan 30 độ nhé. Thì nó bằng căn 3 trên 3. Nhá, như vậy kết quả nó bằng A căn 3 trên 3. Rồi, thì từ đó mình có V thôi. V thì bằng là 1 phần 3 với S nhân với H. 1 phần 3 này. Nhân với 4 này. Đây là 4A bình đi. 4A bình này. Nhân với A căn 3 trên 3 này. Đúng không? Đó, như vậy nó được là 4 căn 3 chia cho 9 A mũ 3. Đó, như vậy là quá trình mình làm đã hoàn tất nhé. Ok, mình chụp này. Rồi chúng ta sang câu tiếp nha mọi người. Mấy cái này dễ quá. Rồi. Ok. Nó sẽ quay thì thôi, chắc khả năng anh không chứng minh nữa, anh sẽ tính luôn rồi các em nhé. Đấy. Cho hình chóp tam giác đều này. Chóp tam giác đều rồi, con này thì cũng dễ luôn, đúng không? Chóp tam giác đều. Rồi, mình vẽ nó chuẩn chuẩn một chút nhé. Đây. Để vẽ được cái tam giác đều, chóp tam giác đều chuẩn nhất ý, thì chúng ta vẽ như này. Mọi người cứ vẽ cái mặt đáy là tam giác bình thường thôi nhé, không có gì cả. Rồi. Đó, rồi, sau đó mọi người lấy cho anh hai cái đường trung tuyến nha mọi người nhé. Lấy cho anh hai đường trung tuyến cắt nhau. Một đường này. Hai đường này. Hai đường này cắt nhau tại cái điểm ở giữa này. Các em dựng ngược lên giúp anh. Đó, ok chưa? Dựng ngược lên. Đó. Phải vẽ đúng nhé. Đấy. Rồi, ok. Rồi, đấy, thế thôi nhé. Đến đây thì mình có thể đánh dấu vào đây một chút. Đấy, đây là S này, đúng không? Đây là A nhé, đây là B này, đây là C nhé. Mình có thể đây là lấy đây là M này, N này, đây là H. Đó, ok. Rồi, thế thì những cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 60 ấy, thì cái này cũng đơn giản thôi. Nó cũng không có gì cả đâu nhé. Thế thì nếu mà cạnh đáy nó bằng 2A ấy, thì cái cạnh AB nó bằng 2A này. Đúng không? Đấy. Thế còn góc giữa những cạnh bên và mặt đáy thì nó chính là cái góc SCH đi các bạn nhé. Nó là góc SCH, góc này này. Đó, thì cái góc này nó bằng là 60 độ. Đó, ok, thôi khả năng anh sẽ tính nhanh thôi. Đầu tiên thì mình có cái S đáy nhé. S đáy thì nó chính là bằng 2A tất cả bình phương này. Nhân với căn 3 nhé. Đấy, chia cho 4. Rồi, như vậy kết quả nó bằng là A bình phương căn 3. Rồi, thế bây giờ đến cái con H nhé. Con H nó chính là bằng SH. Đúng không? SH thì nó chính là bằng HC.
HC nhân với tan của 60 độ. Đúng không? Đấy, thế nhưng mà các em biết thừa rồi. Cái thằng HC ấy, để anh chia ra cho các em nhìn nhé. Đấy, các em thấy không? HC thì nó sẽ chiếm là hai khúc. HC nó chiếm là hai khúc này. Đúng chưa? Còn cái thằng CN là nó chiếm là ba khúc. Đúng không? Như vậy nó bằng 2/3 nhá của CN. Đúng không? Nhân tan của 60. Rồi, thế con này bằng tiếp 2/3 các em giữ nguyên. Rồi cái con CN ấy, cái con CN nó chính là cái chiều cao chính ở trong tam giác đều của cạnh bằng 2A. Như vậy nó chính là bằng 2A nhân căn 3 chia cho 2 nhá. Nhân với tan 60 nó bằng căn 3 này. Rồi, thì các em có thể rút gọn nhá. 2/2 rút đúng không? Đấy, 2 này với 2 này rút này. Đúng chưa? Căn 3 là bằng 3/3 này rút, như vậy nó bằng 2A. Xong rồi, như vậy V nó bằng là 1/3 này. Nhân với S nhân với H nhá. Như vậy nó bằng là 1/3 này. Nhân S nó bằng A bình căn 3. H nó bằng 2A nhá. Như vậy kết quả là bằng 2 căn 3 chia cho 3A mũ 3. Đó. Chúng ta sang câu tiếp nha mọi người. Thực ra thì mấy câu này nó không có gì đâu mọi người ạ. Nó thậm chí là có thể dùng công thức tính nhanh ấy, tính một phát xong luôn đấy. Nhưng mà làm thế thì nó lại hơi ấy quá nhỉ. Nào, câu tiếp theo này. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc mặt đáy rồi. Như vậy con này quá dễ luôn. Nếu mà nó cho mình SA vuông góc với đáy thì đấy, mọi thứ nó rất là dễ các em ạ. Đấy, cực kỳ dễ luôn. SA vuông góc với đáy, đúng không? Rất dễ luôn. Rồi ok, chúng ta có thể đánh dấu vào đây một chút nhé. Đây, đây là S này. A này, anh xem cạnh nào ngắn hơn, AB ngắn hơn các bạn. Như vậy là AB ngắn hơn C này, D nhé, được chưa? Thì cái thằng AB nó bằng A này. Thằng AD nó bằng A căn 3 nhé. Rồi, SA vuông góc mặt phẳng đáy này. Rồi SBC tạo với đáy một góc bằng 60 ấy, thì cái góc của mình nó chính là góc này này. Đây, góc 60 độ là góc này. Rồi, ok, anh sẽ viết dịch con A này xuống dưới nhé, các em nhé. Để cho cái nó không bị đè lên ý. Đấy. Đây, cái này bằng A nhé. Được rồi, ok. Thôi, đây, tính V con này thì quá dễ luôn nhé, quá dễ luôn. Thì trước hết thì mình có cái con S đáy này. S đáy thì nó chính là bằng AB nhân AD thôi các em ạ. Đúng không? Diện tích chữ nhật mà, đúng không? Như vậy là bằng A nhân A căn 3. Thì kết quả là bằng A bình phương căn 3. Rồi, cái thứ hai là cái con H nhé. Con H nó chính là bằng con SA. Đúng không? H nó chính là bằng SA. Đấy, thế thì SA nó chính là bằng AB này. Rồi, kem nhân với tan của 60 độ nhé, đúng không? Rồi, như vậy nó chính là bằng A căn 3 luôn. Rồi, bây giờ tính V thôi. V thì nó bằng là 1/3 nhân với S nhân với H nhé. Như vậy nó bằng là 1/3 này. S của chúng ta nó chính là bằng A bình căn 3. Đúng không? H của chúng ta là bằng A căn 3. Rồi, kết quả là bằng A mũ 3. Thế là xong câu nào. Được rồi, cái này nó dễ quá. Mình sang cái câu 6 nhé. Chúng ta sẽ có như sau này. Câu 6 nhé, chúng ta viết là yêu cầu bài toán. Yêu cầu bài toán ấy thì nó tương đương. Nó tương đương là cái con phương trình 3x xỉ mũ 4 này này. Đấy, trừ cho 4x xỉ mũ 3 trừ cho 12x bình phương. Cái này bằng trừ m nhé. Thì con này có 4 nghiệm phân biệt các em ạ nhé, 4 nghiệm phân biệt. Đấy, rồi
Hiện nay thì mình sẽ đặt cái con fx bằng cái con bên tay trái này thôi, đúng không? Hoặc là các em có thể đổi dấu đi, các em đổi dấu cho nhanh nhé, các em lại để cái này bằng m đi. Thì những cái kia các em đổi dấu hết đi để cho nó đẹp nhé. Như vậy là trừ 3x mũ 4 này, đúng không? Cộng với lại 4x mũ 3 cộng với 12m bình, các em đổi dấu đi để cho đẹp. Rồi, đây thì mình đặt thôi. Mình đặt cái fx nhé. Đấy, nó chính là bằng trừ 3 lần x mũ 4 nhé. Rồi, cộng với 4 lần x mũ 3 cộng với 12 lần x bình phương. Rồi, thế thì mình có ngay là f phải x này. Thì nó chính là bằng trừ 12 x mũ 3 này. Rồi, cộng với lại 12 lần x bình phương, đúng không? Cộng với 24 lần x. Rồi, ok, thế này thì mình có f phải x bằng 0 này. Rồi, cái này tương đương, rồi mình xem nghiệm nó ra bao nhiêu nhé. Rồi, trừ 12 này, 12 này, 24 này, nghiệm là 2 âm 1. Ok, nghiệm là 2 mới cả âm 1 nhé mọi người. À, đây là 23 nhỉ, 1, 9, 2, 3. Nó là 2 âm 1 với 0, vẫn thế mà. Trừ 12, 12, 24 này, 2 âm 1, 0, đúng không? Ok, 3 nghiệm. Rồi, mình tạo bảng biến thiên nhé. F phải x này, à, cái này là em đi. À, âm vô cùng này, âm 1 này, 0 này, 2 này, dương vô cùng này, 0, 0, 0 này. Rồi, hệ số cộng nhất âm, con cuối âm nhé. Rồi, như vậy là nó sẽ đi lên này, lên từ âm vô cùng này. Rồi, sau đó đi xuống này, sẽ đi lên này, đi xuống. Rồi, xuống thì chắc chắn là âm vô cùng rồi. Ok, mình sẽ tính tại một số cái biên nhé. Menu 1 này. Rồi chúng ta sẽ tính là trừ 3 này, x mũ 4 này, cộng với 12 x bình phương, cộng với 24 x. Được rồi. À, mũ 3 nhé, sorry em, cái này là mũ 3. Trừ 3 x mũ 4 này, trừ 3 x mũ 4, cộng với 4 nhé, 4 lần x mũ 3. Để nhìn nhầm đạo hàm ấy, trừ 3 là x mũ 4 này cộng 4 x mũ 3 này cộng với lại 12 x bình phương. À, ok, đấy, anh nhìn nhầm cái đạo hàm. Dùng cái hàm nhé. Trừ 3 x mũ 4 cộng 4 x mũ 3 cộng 12 x bình phương. Rồi ok, can thử này. Can thử tại âm 1 nhé. Âm 1 ra bằng 5. Âm 1 ra bằng 5. Can tại 0. 0 ra bằng 0 đúng không? 0 ra bằng 0. Can tại 2 nữa. 32. Được rồi, ok. Đây thì chúng ta ghi là từ bảng biến thiên đúng không? Đấy, từ bảng biến thiên này. Thì ta có ngay. Đó là gì? Cần 4 nghiệm đúng không? 4 nghiệm cắt vào chỗ giữa này đúng không? Chúng ta sẽ có là 0 nhé, nhỏ hơn m, nhỏ hơn 5. Đó, đây xong. Rồi, ok, đấy, thế thôi nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.